Alo, các em tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Đây là video clip anh Ba làm về vận hạn 6 tháng cuối năm của tuổi Đinh Mão của các em. Mong rằng các em ủng hộ bằng cách like và chia sẻ nếu thấy video hay ha. Đầu tiên hết, tuổi Đinh Mão năm nay là 31 tuổi ha, sinh năm 1987. Và năm nay thì rất là tốt, không vướng tam tai, không vướng hoàng ốc, không vướng kim lâu, là những người này có thể mạnh dạn mua bán nhà đất và xây dựng cửa nhà mới rồi ha. Những người này nếu mà năm nay mà xây dựng nhà mới là rất ok. Xét nội tại của tuổi này á thì hàng can á thì đinh thuộc hành hỏa, hàng chi mão thuộc hành mộc, như có vậy là mộc sinh hỏa, tức là có nghĩa là chi sinh can, nghĩa là ngọn nuôi gốc là sự sinh ngược với tự nhiên nhưng vẫn là tốt ha. Những người mà có cái việc mà chi sinh can á thì là những người có những thành công bất ngờ do sự may mắn và trợ giúp của những cái người bên ngoài, bạn bè người thân, thậm chí là một cái quý nhân rất là không có cái gì thân thiết lắm với mình, nhưng mà khi mình gặp chuyện họ luôn luôn giúp đỡ mình. Đây là những cái người mà tương đối may mắn. Và cũng như nó nói cái người mà lô trung hỏa, tức là lửa lửa này là không phải lửa trong cái lò nhỏ ha, lửa này là lửa của cái lò bắt hãy luyện ra trời đất, cho nên là người lô trung hỏa, tức là người mậu dần, người bính dần với lại người đinh mão thì thường là rất là mạng rất là lớn, phước lớn. Nhưng mà người đinh mão là họ có luôn cả cái việc nội tại là gặp sự may mắn ở trong can chi chi sinh can, cho nên là họ về mà gọi là đỏ đen, họ chọn cửa thì họ may mắn nhưng mà không phải năm nào cũng may mắn như năm nào ha, có năm nữa chọn vô cái là đi luôn ha. Nhưng mà thường thì những người sinh năm 1987 này á, nhất là mấy bạn nam là rất là có máu bóng đá ha, chọn cửa trên cửa dưới cho nên là thích chọn. Người của tuổi Đinh Mão á, là lô trung hỏa âm, tức là người này là người tuổi âm, và người tuổi âm á, thì là những người sinh 1357, tức là người sinh vào tháng dương á, là âm dương không thuận lẽ. Những người này sẽ gặp khó khăn hơn trong cuộc sống, hay gặp cách trở, hay có chuyện này chuyện kia trong cuộc sống so với những người sinh vào 246, là những người mà sinh vào tháng âm của năm đó thì nó sẽ là thuận lẽ. Và những người mà sinh thuận lẽ là thường á, là những người này có cuộc sống được gặp trắc trở ha, khi gặp khó khăn thì cũng có quý nhân giúp đỡ vượt qua, và cuộc sống của họ đôi khi nó phẳng lặng như là đều 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 như vậy, cái mặt hồ êm đềm chứ không có dữ dằn như sóng to gió lớn như những người mà sinh vào những cái tháng dương ha. Rồi xét nội tại của cái tuổi này là bản mệnh và nạp âm ngũ hành của nó như thế nào, thì nam của tuổi này thì có cung tốn hành mộc, mà mộc thì sinh hỏa, tức là nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh là một trong những điều tốt trong cuộc sống, nên họ thường gặp việc may mắn bất ngờ, tức là nạp âm mà sinh ngũ hành, tức là cái gì đó cũng ngọn gốc cái ngọn nó sinh ra cho bản mệnh, cho nên hay gặp những cái bất ngờ trợ giúp cái bản mệnh của mình ha. Khi gặp nạn á thì rất hay được quý nhân giúp đỡ, họ đi ngoài đường mà họ lỡ bể bánh xe hay là gì đó cũng không có người giúp đỡ họ, và thành công á, nhờ vào may mắn nhiều hơn là thực lực. Đôi khi là thực lực của mình chỉ có tới năm thôi, nhưng mà mức thành công của mình tới 8 tới 9, là lý do là nhờ cái sự may mắn trong cuộc sống, may mắn cho cái việc là bản mệnh của mình bổ trợ cho nó, mà quên nạp âm ngũ hành, tức là cái việc làm ăn ở bên ngoài bổ trợ bản mệnh của mình. Bản mệnh là cái nơi giữ cái gốc cái ngọn của bản thân mình, còn cái nạp âm ngũ hành là cái bên ngoài ha. Nữ thì thuộc cung khôn hành thổ, mà hỏa thì sinh thổ, tức là bản mệnh sinh nạp âm ngũ hành, bản mệnh sinh nạp âm ngũ hành đó là một trong những điều tốt cho cuộc sống về sau. Và hơn hết nữa là những cái người mà có nữ của tuổi này nè, có bản mệnh sinh nạp âm ngũ hành này, thì thường là được gia đình rất là lo lắng bảo bọc, có thể nói là như vậy. Con mèo mà mạng nữ thì thường là xuất thân ha, được gia đình lo lắng và có nhiều chăm sóc cho bản thân mình. Những người này
thường gặp may mắn trên đường đời đó. Mà tức là họ có gốc mà có cái bản lĩnh, có cái cả cái gốc luôn mà xuống cho cái ngọn của mình, thì là nó thuận lẹ tự nhiên, cho nên là hay gặp. Đúng là tiền vận đa phần đó, thì gặp phước, gặp gia đình lo lắng, là gia đình có nghèo cũng là mình cũng là người sướng nhất. À, trời, ít cực thân và sớm có thành công trên cuộc đời, tại vì gặp ngọn thuận lẹ, gặp bổ trợ cho ngọn thuận lẹ. Xét chung nội tại của tuổi này thì mình thấy rằng đó là nam nữ gì của tuổi này cũng đều là may mắn cả, không có cái nào là nghịch về bản thân, chứng tỏ họ đã mang mệnh lô trung hoạ, là một trong những cái mệnh là phước lớn và lớn rồi. Còn cái nội tại bên trong của những cái tuổi này cả nam lẫn nữ đều tốt, mà nữ còn tốt hơn cả nam nữa, thì chứng tỏ là cái tuổi này họ gặp rất là nhiều may mắn trong cuộc sống. Ít có tuổi này mà nói là mà khổ đồ này kia thì ít lắm, trừ thì những một số trường hợp là họ sinh vào tháng 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 dương, âm dương không thuận lẽ, và thứ hai nữa là họ lấy người chồng hoặc là họ lập gia đình gì đó, hoặc là họ ở trong, họ sinh trưởng trong một cái gia đình nó bị nghịch đảo về 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 mọi thứ, họ đè lên họ, cho nên là cái xui nó họ phải lãnh hết cho cả gia đình ha, chứ còn không thì ít có trường hợp này lắm. Rồi xem coi như 6 tháng cuối năm này thì mọi chuyện của các bạn Đinh Mão này như thế nào. Đầu tiên hết đó, thì chúng ta sẽ xét Đinh Mão của Nam. Như đã làm ở trong cái video clip ấy, Đinh Mão năm nay là Nam là sao Thái Bạch, chủ hao hụt về tiền bạc và sức khỏe rất là kém ha. Thiên tinh á, hạn thì thiên tinh phòng kiện tụng tranh chấp pháp luật nhẹ ha. Vận niên là long ngộ vân, tức là rồng gặp may tốt, mạng hỏa gặp năm hỏa là cùng hành lợi thế tốt ha. Địa chi tuổi mão gặp năm dậu là năm xung, tứ ngọ mẹo dậu ha, tứ ngọ mão dậu là năm xung, không sao không tốt. Thiên can đinh gặp đinh là cùng hàng, ok, tốt. Như vậy chiếu theo sự âm dương ngũ hành đó, thì tiểu vận năm nay đóng tại cung trung ương thuộc hành thổ hướng đông nam, thiên đông, đối với tuổi đinh mão là bất lợi xấu ha. Tọa cung các sao cố định đó, thì do là năm xung cho nên là có thái tuế này, thái tuế trên đầu nè, triệt hoa cái quan phù đà la thiên la hóa kỵ chiếu, thì các sao cố định như tấu thư đường phù tuế phán thiên thư tử phù, được có cái có long trì lưu lưu niên vân tinh quan phủ tiểu hao, có hỷ thần thiên phúc quý nhân thiên trù bạch hổ thuần. Tại cung ấy thì các cung là thái tuế bạch hổ quan phù, tuần là nằm chung, thì các sao lưu chiếu còn có đào hoa, nguyệt đức, tướng quân, thiên, triệt, tử phù, phượng cát, giải thần, lực sĩ, tang môn, kinh dương, thiên mã, điếu khách, thiên khóc, đại hao. Có tang môn mà nào, tang môn không đi với địa vọng thì cũng không đến nỗi nào. Nếu là lượng đoán thì trong năm nay á, thì có thể nói 6 tháng đầu tiên đều hoàn thành tốt đẹp công việc ha. Có một số bệnh hoạn về mắt hoặc là tai, tai mũi họng, nói chung là trên vùng mặt của mình ha. Nhưng mà đều có một cái là năm nay 6 tháng đầu năm làm ra tiền, thắng về về việc làm ăn, nhưng lại không có giữ được, tại vì đó là phải đầu tư ra tiền ha. Một số rắc rối nhỏ về công việc, coi chừng ảnh hưởng tranh chấp về vấn đề tài chính, việc làm đưa đến cảnh tuyệt giao với bạn bè ha. Đó là lần đó của năm nay, phương trình diện tài chính của năm nay thì năm nay giáp lập tồn mà bị triệt nên thu nhập không mấy tốt đẹp, có thể bị nghỉ việc, việc làm bị mất cấp tiền bạc hay của cải, thay đổi chỗ ở, nếu phải chọn thì thà mất tiền còn hơn là bệnh tật ha. Đó là những cái anh nam ha. Năm nay phương diện tình cảm đó, năm nay là có thể là gặp người bạn đời, gặp một người bạn mới đem lòng yêu thương mà tính tới chuyện hôn nhân,
cho do là có cái sao mà Hồng Loan và Đào Hoa nó đi chiếu mệnh, à có Đào Hoa này, Nguyệt Đức tướng quân thì nhưng mà mình có tam hợp thái tuế, tức là thái tuế bạch hổ quan phù, nhưng mà nó nằm trong tuần, tuần thì có nó thì nó sẽ phát triển cái hành của ba cái sao này lên một chút, cho nên là không có đem lại, tuy là có cả ba cái tam hợp thái tuế bạch hổ quan phù, tức là ba cái sao xấu ở chung một cung thì thành một cái sao tốt, à, thành một cái việc làm ăn rất là phát triển, nhưng ngược lại nó dưới tuần ở trong đó, dưới cái tuần ở trong đó, cho nên là về mặt tiền bạc thì làm ra bao nhiêu không giữ được được đồng nào ha. Rồi đó là tổng đoán của sách vở cho cái việc đó, còn thử coi anh xem coi thì cái cách tính của anh thì theo tháng của anh, những tháng cuối năm nó như thế nào ha. Như đã nói thì với anh đã nói trước rồi, người này là người nam tuổi này là mệnh lô trung hỏa, cộng với những cái nội tại bên trong của tụi em là toàn những cái sự may mắn, gặp lối nhân, gặp giúp đỡ đồ này kia, nhưng mà tuổi này cũng có một cái theo nghiên cứu của anh thì cái tuổi này có một cái nam tuổi này rất rất thích đỏ đen ha, nhưng mà năm nay là năm chủ sao thái bạch, mà sao thái bạch thì anh hay nói là quét sạch cửa nhà, cho nên năm nay thì từ đầu năm tới giờ thì lô trung hỏa mấy anh nào mà có dính tới đỏ đen thì trắng tay, phải nói là như vậy. Nhất là hai cái tháng 6 này, hai tháng 6 này là hai tháng thủy ha. Hai tháng thủy mà mình thì mệnh hỏa, mà vô hai tháng thủy tuy là tháng đinh mùi nó không có là cái gì hết, nó cùng hạn đinh với mình ha, mùi thì không có, mùi với mão thì không có quá nặng nề gì với nhau, mùi với mão thì cũng cũng không không có nặng nề gì với nhau, cho nên là mình chỉ bị tốn tiền thôi, cứ nó nói thật hai tháng sáu vừa rồi là đụng vô đâu là thua đó, từ thua tới thua chứ không thấy thắng ha. Mình dính sao sai bạch gặp mệnh của mình bị mình mệnh hỏa gặp năm hỏa là tốt, nhưng mà đây có cái bị tháng thủy mà hai tháng, tức là thủy nó được nhân đôi lên thì nó sẽ làm cho mình rất là khó chịu và tồn tại ha. Đến tháng sau tháng mậu thân, tháng thân là tháng thổ, tháng thổ này thì cũng cũng không có khấm khá gì hết, mệnh mình sinh xuất nhưng mà đều con cái là dù gì sinh xuất nó vẫn đỡ hơn là thằng kỵ mệnh, để cho nên là sinh xuất tháng này nó bớt tốn tiền ha. Công việc nó chỉnh lại, có thể là hết tiền đã tốn rồi cho nên là nó hết tốn tiền ha. Nó chỉnh lại công việc, nó chỉnh lại công việc làm ăn thì cứ vẫn bình thường như đã nói, mình do mình có là tam hợp thiếu âm thái tế quan phù bạch hổ quan phù, cho nên là nó tạo cho mình cái việc làm ăn nó vẫn bình thường, nhưng mà tiền bạc thì nó ra làm đó. Rồi tháng này thì nó bớt bớt ra tiền, tháng 7 thì nó bớt ra tiền ha, tháng 7 cố gắng đi chùa tụng kinh Du Lan rồi này kia cho có phước đỡ tốn tiền nữa ha. Nhưng đến cái tháng 8, tháng 8 thì tương đối nó không có êm thấm như vậy ha. Tháng 8 á, là tháng Kỷ Dậu, là tháng xung của mình ha, tí ngọ mèo dậu là tháng xung của mình rồi, tháng xung của mình mà gặp sinh xuất nữa thì tháng này là chủ hao tiền bạc nè ha, tiền bạc gây gổ với đồng nghiệp bạn bè nè, rồi tốn tiền tốn sức khỏe bệnh hoạn, là mọi thứ xấu của cái năm này nó sẽ tập trung vô đây nhiều lắm. Tháng kỷ mà nè, kỷ dậu mà đó, cho nên là cẩn thận ha. Tháng 8 rồi tháng 9 là tháng canh tuất tháng kim, là tháng khắc bản mệnh, tức là mình khắc nó ha. Tháng canh tháng canh thì ok, canh tuất thì mình khắc mệnh, cho nên này chủ yếu vẫn không phải là việc tốn tiền nữa, mình khắc mệnh mà. Tháng tuất thì nó cũng không có nặng nề về với mình ha. Tháng hợi, tháng 2 tháng kim này, tháng hợi tân hợi,
Đinh, tháng Đinh, tháng Hợi này nè là do chữ Đinh của mình đó, Đinh Mão, Đinh nó khắc Tân, cộng với tháng khắc sinh xuất nữa, cho nên nó là tháng này cũng không phải là một cái tháng êm đẹp gì. Tháng này trong việc làm ăn thì sẽ có chuyện, tức là việc làm ăn của mình đầu năm tới giờ thì nó không có việc gì hết, chỉ chủ hao tiền tiền bạc do mình tiêu xài mình kia thôi. Nhưng mà tháng tháng 10, tháng Tân Hợi là đinh của mình khắc Tân ha, gặp trong năm năm xung, dù là cùng mệnh, mệnh của mình là mệnh hỏa khắc kim, thì hai cái mình khắc nó, cho nên tháng 9 này tuy là địa chi không có gì nhưng là tháng tháng khắc về thiên can, cho nên là tháng này cũng là một trong những tháng không tốt làm gì của các bạn ha. Rồi để ý nha, cái này thì nữ sẽ nặng hơn nam, đó là mình sẽ nói về tại sao nữ nó nặng hơn nam ha. Rồi để ý tháng đó, thế tháng Tý à, tháng Tý là tháng mộc, mộc sinh hỏa à, Tý ngọ mẹo dậu vẫn là tháng xung à, tháng xung về địa chi. Nhưng có một cái là mình ngoài cái việc là xung địa chi, mình còn có được mệnh là mệnh sanh sanh nhập, tức là mộc sanh hỏa cộng với đinh, chữ đinh của các bạn nó rất là hợp với chữ nhâm à, cho nên là mình có hai cái hợp nằm trong một cái địa chi bị khắc, thì tháng này lại là tháng có tiền ha. Tuy rằng mình sẽ cũng gặp những chuyện nó không có vui vẻ với người thân gia đình, thậm chí là sếp của mình là đồng nghiệp của mình, nhưng tháng này là tháng có tiền à. Đó, tháng này lại tiếp tục là tháng có tiền, tháng này là tháng thu vô có tiền, và tháng 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 11 và tháng 12 là chủ thu tiền bạc cho tuổi Đinh Mão Nam. Đó, tuy là các bạn nam năm nay dính vào sao Thái Bạch đó ha, nhưng chủ gì về công việc làm ăn vẫn ok, nhưng chỉ cái là các bạn tốn tài nhiều quá, tại vì là nếu như đúng như mình nói rồi này kia thì các bạn nam là các bạn này là rất hay chọn chọn cửa trên cửa dưới, kèo trên kèo dưới, gen si đồ này kia ha, cho nên là chủ hao thì tiền bạc. Và những cái tháng mình nêu ra thì mọi người cẩn thận đừng bao giờ động vô cờ bạc luôn, đó là lỡ ghiền ghiền có đánh mấy tháng kia thì còn có, thí dụ như thua 5 trận ăn 3 trận ha. Nhưng mà tháng 8 nè, tháng 10 ha thì đụng vô 5 trận thì nó đi hết 4 trận rưỡi ha, cho nên là mọi người mấy em cẩn thận giùm anh ha. Rồi đó là luận đoán của anh cho 6 tháng cuối năm, để các em có những cái lựa chọn về đầu tư tỷ số đó, quên đầu tư kèo rồi cho nó hấp dẫn ha. Rồi bây giờ xem có các chị nữ như thế nào ha, các chị nữ thì có thể là sẽ tốt hơn, thì thường sao Thái Mặt nó sẽ đi với thao Thái Âm đúng vậy ha. Nữ thì năm nay là sao Thái Âm à, sao Thái Âm là cầu công danh tịnh cầu tiền bạc rất là tốt nè, một cái trong cái sao rất là lành. Hạn thì tam kheo đề phòng tứ chi thương tích đổ máu à, rồi vận niên là long ngộ vân là tốt, mạng hỏa gặp năm hỏa là tốt luôn à, cùng hàng mà địa chi tuổi mão gặp năm dậu là tứ hành xung là sanh sanh xuất xấu, thiên can đinh gặp đinh là cùng can tốt rồi thì nào ngược lại là âm dương ngũ hành của ấy thì đóng tại hành thổ thuộc hướng đông nam thiên đông, đối với tuổi mão nữ lại là vương địa à, sách viết vậy, chứ còn anh mấy cái này thì anh không rõ lắm. Tọa cung tiểu vận có Thái Tế, Hoa Cái, Đà La, Thiên La, Kỵ ha, các sao chiếu cố định có Hỷ Thần, Đường Phù, Tế Phá, Thiên Hư, Địa Vọng, Long Trì, Lưu Niên, Vân Tinh, Quan Phù, Đại Hao, Bạch Hổ, Thiên Phúc, Quế Nhân, Thiên Phúc Quý Nhân ha, Thiên Phiên Phú, Tấu Thư, Tuần à, sau các sao lưu thì có Long, Phượng, Mã, Điếu Khách, Tuần, Tọa các sao mà lưu chiếu ấy thì có là Tử Phù, Đào Hoa, Nghiệp Đức, Bệnh Phù, Thiên Việt, Thiên Mã, Điếu Khách, Thiên Khách, Tiểu Hao, Phượng Cát, Dại Thần, Quan Phù, Tăng Môn, Kinh Dương à, Tăng Môn mà đi với lại Tử Phù thì chắc chắn là phải đề phòng cái việc có tang ở trong gia quyến, nhưng mà tang này thì không phải là đại tang, tức là không phải cha mẹ ha. À, theo như tổng đoán thì năm nay quý cô tọa cung tiểu vận vương địa rất may mắn trong việc mua bán nhà cửa ruộng vườn đất đai à, thì năm nay là năm
hương địa mà cộng với lại sao thái âm, cho nên là những người này mạng hỏa, mà hỏa thì sinh thổ. Nếu như những người này mà nữ làm về việc mua bán đất đai rồi này kia thì năm nay là năm đầu tư sẽ thành công, rất là ok ha. Xây dựng nhà cửa năm nay cũng là một năm tài chính thành công rồi. Phương diện phương diện mà ngoại giao việc làm thì do người này là tuổi tuổi mình đã nói là lôi trung hỏa là phước lớn mạng lớn, thì cho nên là tuổi này là được gặp nhiều may mắn hơn nam nữa, cho nên là công việc thì nếu như làm ở trong công việc mà có môi trường cần thăng tiến quan chức thì rất là tốt, sẽ đi lên một cách vững chãi ha. Rồi nhưng mà gọi là đại phát thì phải năm 34 tuổi trở lên thì mới là đại phát được ha. 36 tuổi thì tuổi này có thể gây dựng được cơ nghiệp rồi đó. Năm nay là có nhị hợp đào hoa, nghĩa là vui vẻ về vợ chồng, có được một năm vui vẻ về vợ chồng, thì tuổi này thì đa phần là có vợ chồng, có chồng hết rồi. Mấy bạn 87 mà nữ thì đã có chồng hết rồi ha. Hoặc là có được tin vui về con cái, tức là có con rồi. Đó là luận đoán chung của tuổi này về cơ bản về cả năm. Thì cũng như mà các anh nam thì các chị nữ tuổi này á, thì tháng 6 là mình như đã nói, tháng 6 thì còn có 13 ngày nữa, thì cũng như đã nói thì tháng 6, tháng 5 và 2 tháng 6 này, tức là 3 tháng gần đây thì chị nữ gặp khá nhiều rắc rối trong việc mà gọi là công việc. Chủ yếu là nữ là năm nay là công việc, chứ còn tiền tài thì khó ra với mấy chị nữ này lắm. Hai tụi con mèo vô dễ hay ra khó lắm, vô trung hỏa nữ mà tìm vô ấy, công việc nó gặp khá nhiều khó khăn trục trặc. Không bị đồng nghiệp nghĩ để tạo ra khó khăn thì mình gặp tai nạn, cái công việc nó cứ không có suôn sẻ, nó cứ gặp chuyện này gặp chút, gặp chuyện kia một chút. Đi đi công tác thì không thành công, đi thương thảo hợp đồng thì bị người ta khách hẹn tới hẹn luôn ha. Thì ba cái tháng khắc thủy vừa rồi và nặng nhất là cái tháng năm, tí ngọ mèo dậu, mà tháng năm là tháng khắc thủy, mà tháng thủy thì hành hỏa rồi, cho nên là cái tháng năm là cực kỳ khó khăn và nó kéo tới hai tháng sáu này ha. Tuy nhiên tháng bảy thì ok, tháng bảy bắt đầu cái vận của mình nó sẽ nhích lên một tí xíu. Nhưng tới tháng 8, tức là tháng Kỷ Dậu của các em nữ tuổi này thì lại vào tháng xung tiếp, và tháng xung thì gặp sinh xuất. Tháng xung này thì công việc của nó, công việc chủ yếu là công việc gặp khá nhiều khó khăn và tốn tài. Rồi đến tới tháng 9, không, tháng 10 là như đã nói thì không sinh xuất, không kỵ về địa chi, tức là tuổi mão không có gì về tuổi hợi, nhưng mà cái thiên can đinh nó khắc tân và mình mệnh kim nó mệnh hỏa nó khắc kim, cho nên tháng này là cực kỳ xấu với nữ, dù là nữ tháng này và sao thái âm công việc chủ hao về làm ra tiền, nhưng tháng này thì không đầu tư lớn cái gì ở trong tháng này, và để sức khỏe tay chân thì rất là dễ bị va quệt xe cộ và xảy ra máu nhất là tứ chi ha. Đó rồi thì đó là cái tháng 10 nó cực kỳ khó khăn. Thì các em không, bây giờ chỉ còn lại là tháng 13 ngày của tháng 6, đúng không? Một cái tháng 8 tốn tài, sản xuất tốn tài và khó dễ trong việc làm ăn. Một cái tháng 10 tốn kém tiền bạc, nhưng ngược lại cái tháng 11 đó, đinh hợp nhâm này, tháng 11 tuy rằng là mọi thứ nó cứ nghĩ tháng tí cũng là tháng xung, tiếng ngọ mèo dậu mà là tháng xung, nhưng mà có đinh hợp nhâm và mộc sinh hỏa, cho nên tháng này là tháng cực kỳ phát tài của nữ. Tháng này là nữ sẽ là thành công lớn, có cái gì mà muốn đầu tư trong tháng này cứ đầu tư ngắn hạn cũng thành công. Cho nên là
luận đoán của tuổi này năm nay thì sẽ còn xấu tháng 8, tháng 10 và thành công cực kỳ thật cực thịnh ở tháng 11. Tháng 9 cũng là một tháng không có thoải mái đâu, nhưng tháng 9 dù gì nó cũng đỡ, tức là nó không rơi nữa, nó bắt đầu nó quay lên ha. Nhưng mà tháng 10 thì cực kỳ cẩn thận mọi thứ. Trên đây là những cái chia sẻ của anh về 6 tháng cuối năm của tuổi Đinh Mão. Chúc các bạn Đinh Mão có được những cái thông tin cần thiết để mình có thể biết được là mình lựa chọn cái việc đầu tư như thế nào và những tháng nào xui để mình tránh né. Mọi người thấy hay thì bấm like và chia sẻ video cho nhiều người Đinh Mão cùng xem. Hơn hết là mọi người chưa ai, nếu xem clip và chưa đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi thì ở bên dưới nó có cái nút đăng ký, mọi người đăng ký để nhận được những cái video clip tiếp theo về tuổi của mình cũng như tuổi của người thân. Bye bye, hẹn gặp lại.